Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con thân mến, hôm nay cô hướng dẫn các con làm một bài kiểm tra cuối học kỳ 2 môn toán lớp 3, sách cánh diều. Các con lưu ý, đây là đề để các con tham khảo. Nếu thấy hay, các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Đề thi cuối học kỳ 2 môn toán lớp 3. Đề bài chúng ta có 2 phần. Một lớn là phần trắc nghiệm, 2 lớn phần tự luận. Chúng ta làm phần một lớn trắc nghiệm. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu. Câu 1. Số liền sau của số 32.565 là A. 32.566, B. 32.575, C. 32.564, D. 32.666. Chúng ta sẽ tìm số liền sau của số 32.565. Muốn tìm một số liền sau của một số thì ta lấy số đó cộng thêm một đơn vị. 32.565 cộng 1 bằng 32.566. Đó là đáp án A, chúng ta khoanh tròn chữ cái A. Câu 2. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Đây là các chữ số La Mã. Chúng mình xem đáp án nào là đáp án sắp xếp các số chữ số La Mã này theo thứ tự từ bé đến lớn. Ở đây chúng ta có 3, 5, 1, 19. Chúng ta xét từng đáp án một. Đáp án A, 3, 5, 1, 19. Như vậy ở đây không theo thứ tự từ bé đến lớn. Đáp án B, 1, 3, 5, 19. Đáp án B là theo thứ tự từ bé đến lớn. Đáp án C, 19, 5, 3, 1. Đây là sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. D, 5, 19, 1, 3. Và đây cũng không theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy đáp án đúng là đáp án B. Các con khoanh tròn chữ cái B. Câu 3. Kết quả của phép tính 1.000, 10.000, 303 nhân 4 là A. 69.066, B. 45.733, C. 41.212, D. 5.587. Muốn biết kết quả nào là đúng, chúng mình thực hiện và nháp. 10.303 nhân 4 4 x 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 x 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1. 4 x 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 x 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1. 4 x 1 bằng 4. 10.303 x 4 bằng 41.212. 41.212, đó là đáp án C. Chúng ta khoanh tròn chữ cái C. Câu 4. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 8m 6cm bằng chấm chấm cm là A. 86, B. 806, C. 860, D. 8006. Đây là chúng ta sẽ đổi hai đơn vị đo độ dài là mét và cm thành một đơn vị đo độ dài là cm. Ở đây có 6cm, chúng ta giữ nguyên. Ta đổi 8m bằng bao nhiêu cm rồi cộng với 6cm. 8m bằng 800cm, vì 1m bằng 100cm
Vậy 8m bằng 800 cm. Chúng ta cộng với 6 cm. 0 cộng 6 bằng 6, 0 hạ 0, 8 hạ 8. Kết quả bằng 806 cm. 806 cm đó là đáp án B. Các con khoanh tròn chữ cái B. Câu 5. 2 ngày bằng chấm chấm giờ. A 12, B 24, C 48, D 56. Đây là đơn vị đo thời gian, và chúng ta đổi từ ngày thành giờ. 2 ngày bằng bao nhiêu giờ? 1 ngày bằng 24 giờ. Vậy thì 2 ngày là bao nhiêu? 2 ngày thì chúng ta lấy 24 nhân với 2 bằng 48. Như vậy 2 ngày bằng. Câu 6. Tuấn đã ăn 1/3 chiếc bánh. Theo em, Tuấn đã ăn phần bánh của chiếc bánh nào? A. Chiếc bánh A. B. Chiếc bánh B. C. Chiếc bánh C. D. Không có chiếc bánh nào. Như vậy chúng mình sẽ tìm chiếc bánh nào ứng với 1/3. Tuấn đã ăn 1/3 chiếc bánh. Bây giờ chúng ta quan sát hình A. Đây là hình A này vẽ một chiếc bánh. Chiếc bánh này chia làm 3 phần bằng nhau và đã khuyết một phần. Như vậy một phần này là một phần đã ăn này chính là 1/3. 1/3 đó là chiếc bánh A. Còn chúng mình xem chiếc bánh B nhé. Chiếc bánh B được chia làm bao nhiêu phần bằng nhau? 1, 2, 3, 4, 5 và một phần ăn nữa là 6. Như vậy 1/6 đã ăn rồi. Phải không? Như vậy chỗ này là cái bánh B này tương ứng với 1/6. Thì là không phải. Còn chiếc bánh C được chia làm 1, 2, 3, 4, 5 mà đã ăn một phần. Như vậy một phần ăn ở chiếc bánh C là 1/5. Như vậy đáp án đúng là đáp án A. Câu 7. Buổi sáng mẹ làm được 21 chiếc bánh, buổi chiều mẹ làm được 7 chiếc bánh. Hỏi số bánh mẹ đã làm được buổi sáng gấp mấy lần số bánh làm được buổi chiều? A 5 lần, B 1 lần, C 2 lần, D 3 lần. Biết buổi sáng mẹ làm được 21 chiếc bánh và số bánh mẹ làm buổi chiều là 7 chiếc. Bây giờ chúng mình sẽ tìm xem số bánh mẹ làm buổi sáng gấp mấy lần số bánh làm buổi chiều. Muốn biết số bánh mẹ làm buổi sáng gấp mấy lần số bánh làm buổi chiều, tức là ta tìm 21 gấp mấy lần 7. Ta sẽ lấy 21 chia cho 7. Ta lấy 21 chia cho 7 bằng 3. 21 gấp 7 3 lần. Như vậy số bánh mẹ làm buổi sáng gấp 3 lần số bánh mẹ làm buổi chiều. 3 lần đó là đáp án D. Chúng ta khoanh tròn chữ cái D. Câu 8. Một hình vuông có chu vi 20 cm, diện tích của hình vuông đó là A 20 cm vuông, B 25 cm, C 25 cm vuông, D 20 cm. Biết chu vi hình vuông yêu cầu tính diện tích của hình vuông. Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy số đo một cạnh nhân với chính nó. Ở đây làm thế nào để chúng mình tìm được số đo một cạnh? Vì hình vuông là bốn cạnh bằng nhau, mà biết chu vi bằng 20 cm, tức là tổng bốn cạnh bằng 20 cm. Vậy thì ta dễ dàng tìm được số đo của một cạnh. Đấy, cạnh của hình vuông, phải không? Cạnh của hình vuông là chúng ta sẽ lấy 20 chia cho 4 bằng 5 cm.
Và biết cạnh của hình vuông rồi, bây giờ chúng mình tính diện tích của hình vuông. Chúng ta lấy một cạnh nhân với chính nó, tức là lấy 5 nhân với 5, hay là cạnh nhân cạnh bằng 25 cm vuông. 25 cm vuông đó là đáp án C. Chúng ta khoanh tròn chữ cái C. Như vậy vừa rồi chúng mình đã làm xong phần một lớn là phần tự luận. Là phần trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2, phần tự luận. Câu 1, đặt tính rồi tính. 24.653 cộng 19.274. Bài có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính và yêu cầu thứ hai là tính. Trước tiên, chúng ta đặt tính. Ta viết số hạng thứ nhất, 24.000 653. Viết dấu cộng bên trái giữa hai số hạng. Viết số hạng thứ hai dưới số hạng thứ nhất. Ở đây hai số hạng đều có 5 chữ số. Chúng ta lưu ý viết các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. 19.274 viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta thực hiện cộng từ phải sang trái. 3 cộng 4 bằng 7, viết 7. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 9 cộng 4 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. 24.653 cộng 19.274 bằng 43.927. Phép tính thứ hai, 40.237 trừ 28.174. Đây cũng là phép trừ số có 5 chữ số cho số có 5 chữ số. Trước tiên chúng mình đặt tính, ta viết số bị trừ 40.000 237. Viết dấu trừ bên trái giữa số bị trừ và số trừ. Viết số trừ dưới số bị trừ 28.174. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta thực hiện trừ từ phải sang trái. 7 trừ 4 bằng 3, viết 3. 3 không trừ được 7, lấy 13 trừ 7 bằng 6, viết 6, nhớ 1 và 1 thành 2. 2 trừ 2 bằng 0, viết 0. 0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2, nhớ 1. Nhớ 1 vào 2 thành 3, 4 trừ 3 bằng 1, viết 1. Câu 2, tìm x. A, x chia 3 bằng 1.527. Ở đây, x là số bị chia. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia, tức là x sẽ bằng 1.527 nhân 3. X bằng 1.527 nhân 3. X bằng 1.527 nhân 3 bằng 4.581. Câu B. X nhân 2 bằng 1.846. X ở đây là tìm thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết, tức là x sẽ bằng 1.846 chia cho 2. X bằng 1.846 chia cho 2.
x bằng 923. Câu 3. Có 2.432 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc đó chứa bao nhiêu viên thuốc? Bài toán cho chúng ta biết là có tất cả 2.432 viên thuốc. Số thuốc này chứa đều trong 4 vỉ. Bài hỏi chúng ta là 3 vỉ thuốc đó thì chứa bao nhiêu viên thuốc? Muốn biết 3 vỉ thuốc chứa bao nhiêu viên thuốc thì chúng mình phải biết 1 vỉ thuốc chứa bao nhiêu viên thuốc. Mà muốn biết 1 vỉ thuốc chứa bao nhiêu viên thuốc thì ta sẽ lấy 2.432 chia cho 4. Tìm được số viên thuốc trong 1 vỉ rồi thì chúng ta sẽ lấy số viên thuốc trong 1 vỉ nhân với 3. Thì chúng mình tìm được số viên thuốc chứa trong 3 vỉ thuốc. Như vậy bài có 2 phép tính. Phép tính đầu tiên chúng ta tìm 1 vỉ chứa bao nhiêu viên thuốc. 1 vỉ chứa số viên thuốc là 2.432 chia 4 bằng 608 viên. Ba vỉ thuốc chứa số viên thuốc là 608 nhân 3 bằng 1.824 viên. Đáp số một nghìn tám trăm hai mươi bốn viên. Câu 4. Tổng hai số là 73.581. Tìm số thứ hai, biết số thứ nhất là 37.552. Bài cho biết tổng hai số và biết một số, tìm số còn lại thì chúng ta tính được. Ta dễ dàng tính được, tìm số còn lại là ta lấy tổng của hai số trừ đi. Trừ đi số thứ hai thì sẽ ra số thứ nhất. Ta tìm số thứ hai phải không? Số thứ hai là 73.581 trừ 37.552 và chúng ta được kết quả bằng 36.029. Đáp số 36.029. Câu 5. Trong ví có 3 tờ tiền 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng. Không nhìn vào ví, lấy ra 2 tờ tiền, viết các khả năng có thể xảy ra. Có 3 tờ 10.000 đồng, 20.000 và 50.000 đồng trong ví. Bây giờ mình không nhìn vào vào ví mà chúng ta lấy vô tình, phải không? Thì khả năng có thể xảy ra như thế nào? Chúng ta có khả năng là lấy gì? Một tờ 10.000 với một tờ 20.000.
Một tờ 10.000 đồng với một tờ 50.000 đồng. Hoặc một tờ 20.000 đồng với một tờ 10.000 đồng. 20.000 đồng với tờ 10.000 đồng thì chúng ta đã lấy rồi, phải không? Còn 20.000 đồng với tờ 50.000 đồng. Đấy là khả năng thứ ba. Hoặc là ta lại lấy 50.000 đồng với tờ 10.000 đồng thì chúng ta đã lấy ở lần trước rồi. Hoặc là lấy 50.000 đồng với tờ 20.000 đồng. Đấy, thì chúng ta cũng đã lấy rồi. Như vậy có khả năng xảy ra ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất có thể lấy ra. Một tờ 10.000 đồng. Và một tờ 20.000 đồng. Khả năng thứ hai có thể lấy ra. Một tờ 10.000 đồng. Và một tờ 50.000 đồng. Và xảy ra một trường hợp nữa là có thể lấy ra một tờ 20.000 đồng. Và một tờ 50.000 đồng. Chúng mình đã hoàn thành xong phần 2 là phần tự luận. Bài kiểm tra môn toán cuối học kỳ 2 ở lớp 3 đến đây là hết.